Và chào các bạn, đây là Z Music đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc loa của BNG Speaker có mã 12NDL88. Và đây là một chiếc loa có công suất từ 700W đến 1400W, có voi coil làm bằng vật liệu nhôm mạ đồng. Các bạn có thể thấy là sản phẩm này rất là tối ưu cho sự tản nhiệt, khi các bạn có thể thấy được cái khe tản nhiệt, nhìn thấy voi coil, khung xương cá. Phía bên mặt trên của khung loa có thông tin của sản phẩm. Với sản phẩm này thì sẽ được chắn một lớp chống thấm nước ở phía bên trên của sản phẩm với 3 lớp lăn dầu, và đặc biệt là sản phẩm này sẽ có 2 lớp silicone mạng nhện. Với sản phẩm này thì các bạn có thể ứng dụng cho lắp loa hỏa tiễn, loa là array hoặc là loa full. Và ở video tiếp theo chúng tôi sẽ test chất âm của sản phẩm này. Các bạn hãy nhớ theo dõi chúng tôi để được xem thêm về nhiều sản phẩm hơn nữa. Xin cảm ơn.